Quả này là các chị bảo là quả Sara ở Ấn Độ, không ăn được và chỉ để ngửi mùi thơm thôi. Cây to đẹp quá, đẹp quá. Sara, hoa đẹp quá. Quả ra đây từ cả nhà của mình đứng ngay góc đây rồi, rồi Tuli sẽ giới thiệu để nhìn vào vạn phun. Dạ, dạ xin phép tập trung cả cô bác mình ra đây nha. Bây giờ cả nhà của mình được bước vào đây, đây là hoàng cung. Thì hoàng cung được dời đến cái khu vực đây lần thứ hai năm 1866 khi mà Pháp đến rồi trong triều đại của vua Norodom. Thì hoàng cung được chia ra thành hai khu vực A và B. Bây giờ đây cả nhà của mình được bước vào khu vực đây là khu vực A, là khu vực hoàng gia cũng như là khu vực vua sinh sống và làm việc với nguyên thủ quốc gia và cũng như là lên ngôi tại cái khu vực đây. Trước tiên cho phép Tuli giới thiệu và một cái cây mình thấy vừa rồi đó, đó được gọi là cây tha la. Tha la, T-H-A, tha la. Cây đây không có giống tại Campuchia. Cây này được mang giống từ Nepal đến đây trồng. Và từ Nepal và Phật đản dưới gốc cây tha la. Phật nhập niết bàn cũng dưới gốc cây tha la. Nhưng mà Phật giáng ngọt dưới gốc cây bồ đề. Dạ. Yeah. Như vậy khi mà thấy cây này, Tuli xin phép 3 phút thôi, Tuli nói là về cái truyền thuyết của Phật giáo đây. Nói là phong tục của Ấn Độ. Khi có chồng, và yeah, khi có chồng thì phải đi sinh sống kinh đô của chồng. Khi mà mang thai sắp đến ngày sanh đó thì phải đi từ nhà chồng đến nhà của mình để sanh. Như vậy mẹ của Đức Phật khi có chồng thì đến sinh sống kinh đô của chồng. Khi mà mang thai Phật sắp đến ngày sanh thì phải đi từ kinh đô của chồng đến kinh đô của mình để sanh. Từ kinh đô của chồng đến kinh đô của mình đi đường xa và có qua một cái công viên gọi là công viên Lâm Thiên Nì. Và khi mà đến công viên đó, mẹ Đức Phật đi xa quá rồi, gọi có nghĩa là đuổi mệt. Như vậy có ghé lại cái công viên đó để nghỉ ngơi. Khi mà đi đến cái công viên đó, tất cả mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn. Cây chưa đến mùa trổ hoa, nó trổ hoa. Cây chưa đến mùa có trái, nó có trái. Con hổ nó đi đùa với con mèn, con thỏ đi đùa với con hổ. Nó thay đổi. Như vậy mẹ Đức Phật lúc đó đưa tay mặt lên nắm nhánh cây tha la. Phật đản không phải như người thường, từ bên hông. Phật không như người thường. Xong rồi biết đi ngay. Một bước một hoa sen đã, một bước một hoa sen đã. Đi được 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay có biết nói ngay, nói câu đầu tiên đó là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Đó là câu Phật được nói đầu tiên. Và do đất nước Campuchia là một đất nước Phật giáo cho nên như vậy được mang cái cây này đến đây trồng. Và cây này nó lạ lắm, nó trổ hoa từ thân cây ra. Mình xem trổ hoa từ thân cây ra. Còn hoa nó có quanh năm suốt tháng, chỉ có nhiều và ít ít thôi. Còn hoa nó khi mà nó rơi xuống á, người ở đây người ta đi gom cho được nhiều, người ta phơi cho khô coi như là trà như vậy, xong rồi nấu nước để làm gì ạ, dành cho người phụ nữ mang thai uống để dưỡng thai, và một phần nữa gọi là cây dễ sanh. Và đó là người ở đây. Bây giờ quay trở lại đến hoàng cung, cho phép Tuli được giới thiệu một số công trình tiêu biểu tại đây. Trước tiên nhà mình thấy một cái cổng cửa đây. Cổng cửa đây được gọi là cổng cửa chiến thắng. Cổng cửa đây không ai ra ngoài vua và nguyên thủ quốc gia đến làm việc đây thì được ra vào cổng. Tiếp theo mình thấy một cái công trình đang phục chế đó, một cái được gọi là cung điện đang phục chế. Cái cung điện đó có tên là cung điện Tevia, gọi là Chanchaya. Cái cung điện đó là dành cho vua đứng trên đó cùng với thủ tướng cũng như là quan cao cấp xem diễn hành ngày vật hành, cũng như là vua được trực tiếp gặp gỡ với dân và gặp gỡ với dân. Cả nhà mình xem thẳng ra phía sau, một cái khu vực phía sau, tại vì hoàng cung đây
cả hai, cả B và A, hai khu vực đó là có hơn 42 hecta. Dạ, 42 hecta. Như vậy cả cái khu vực phía sau đó là khu vực vua sinh sống. Dạ, mình thấy cái cung điện to lớn phía sau đó, đó là có tên là cung điện Cameron, và nơi vua được sinh sống tại nơi đó. Tiếng nôm na được gọi là nơi sinh hoạt của nhà vua. Chứ cái cung điện đó, nhà mình xem thấy một, có một cái cột cờ và có lá cờ vàng cung màu tím tím đó, kéo lên đó. Khi nào mà cả nhà của mình thấy lá cờ vàng cung được kéo lên như thế, chứng tỏ cho mình biết, chứng minh cho mình biết vua có mặt tại đây, cũng như là vua có mặt tại đất nước. Khi nào mà mình thấy cột cờ đó, lá cờ được hạ xuống, có nghĩa là vua vắng mặt tại đất nước, vua công tác các nước là. Rất là đơn giản, chỉ xem lá cờ thôi, biết vua và biết vua còn và vua không còn. Đó là lá cờ của vàng cung. Xanh hay tím vậy ạ? Xanh tím. Tiếp thêm cả nhà của mình xem thấy đang ở một đây. Cái cung điện đây, cả nhà mình tấp tấp vào để tránh chỗ cho cho một chút vậy. Rồi mình thấy cái một cái cung điện nhỏ bên đây, nơi đó là ngày xưa nơi chợ voi, vua chợ voi, vua ngày xưa đi bằng voi. Nhưng bây giờ vua thôi đi bằng voi rồi, vua đi bằng limousine rồi. Như vậy thì nơi đó trở thành là ý là viện bảo tàng, như vậy giữ tất cả các đồ lưu niệm của các nước tặng cho vua nhiều triều đại, nhưng nơi đó mình cũng không được vào tham quan. Tiếp theo mình xem thấy một cung điện to lớn trước mặt mình đây, đây có tên là cung điện Te Vinicius. Cái cung điện đây là xây dựng đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu cho rồi nha, một tí cả nhà của mình bước lên và chỉ tham quan thôi, tại vì một tí nữa khách đông không thể là có thời gian đứng thuyết minh tại nơi đó. Cái cung điện đó được xây dựng đầu tiên là năm 1866, nhưng mà xây dựng bằng gỗ và được thay thế bằng bê tông như thế này. Năm 1907 được thay thế bằng bê tông lại, nhưng vẫn còn giữ cái kiến trúc trước đó. Khi mà cả nhà của mình được bước lên đứng ngay cái cổng cửa đó, mình không có quyền chụp hình vào bên trong nha. Mình không được quyền chụp hình vào bên trong, mình chỉ có chụp từ bên ngoài như thế được. Nhưng mà khi mà đứng trước cổng cửa xem vào không được quyền chụp hình vào bên trong. Khi mình đứng trước cổng cửa xem vào bên trong, mình xem lên cái phía trên, cái tầng trên đó, thì mình thấy cái bức tranh vẽ mô tả về truyền thuyết Ramayana. Và bức tranh đó vẽ từ năm 1907 cho đến ngày hôm nay, hơn 100 năm rồi. Vẽ từ một loại sơn rất là đặc biệt cho đến ngày hôm nay vẫn còn giữ màu sắc rất là đẹp, chưa được phục chế một lần nào cả. 1905. Thì hơn 100 năm rồi. Nhà mình xem thẳng ra phía sau, đứng trước cổng cửa xem thẳng ra phía sau, đoàn của mình sẽ thấy tượng ở phía sau có 9 tượng. Là tượng đó là tượng các vị vua được lên ngôi tại vàng cung đây, và khi mà vua băng hà đi, người ta làm một cái tượng đại lại nơi đó. Đó tượng đó là đều bằng vàng hết, đều bằng vàng hết, cả to cả nhỏ giờ đều bằng vàng hết. Trước cái tượng đó có một cái ghế dưới dù nhiều tầng, tôi đi nói là ghế đi, đòn của mình dễ hiểu hơn. Đó là ngai vàng, đó là ngai vàng, và ngai vàng đó có từ thời kỳ ông cô, khi mà kinh đô dời đến đâu thì những cái đó được dời đến. Và ngai vàng đó cũng là bằng vàng, và ngai vàng đó một cuộc đời của vua chỉ có ngồi trên đó được một lần một ngày lễ đăng quang, ngài bình thường không được quyền ngồi trên đó. Đó là ngày lễ đăng quang, chỉ được ngồi một lần một ngày lễ đăng quang. Tiếp thêm sau đó vua ngồi đâu ạ? Vua ngồi một cái ghế phía trước, và nguyên thủ quốc gia ngồi ghế hai bên làm việc với vua. Trong trường hợp vua còn độc thân, nơi đó người ta để một cái ghế thôi. Và nếu vua có hoàng hậu rồi đó, thì nơi đó luôn luôn lúc nào có hai ghế. Vua của Tuli năm nay bước vào 66 tuổi rồi, còn độc thân. Và vua của Tuli đẹp lắm, đẹp lắm. Và có tên là Norodom Sehamoni, đẹp lắm. Dân 15 triệu đây không ai đẹp bằng vua Tuli cả. Không ai đẹp bằng vua đẹp lắm. Còn độc thân. Trai 66 rồi. Như vậy thì cả nhà của mình sau ba đây xong rồi tham quan về đây. Đây là cấm tuyệt đối không được chụp hình vào bên trong nhé. Xong rồi cả nhà của mình bước vào đây. Đây là cung điện, một cái nơi trưng bày và đồng phục và người các quan làm việc trong hoàng cung, cũng như là long bào vua và hoàng hậu bằng vàng trong đây.
và vào trong đây tôi đi giới thiệu thêm và mình chụp hình vô tư vào trong đây. Cái phía sau, cái cung điện to lớn phía sau đó là cung điện, là cung, là một nơi lúc mà vua Sihanouk lãnh đạo đất nước, nơi đó là văn phòng làm việc của vua Sihanouk. Dạ, nhưng bây giờ đây nơi đó trở thành là bộ hoàng cung. Dạ, bộ hoàng cung. Tiếp thêm mình xem thấy một cái công trình đang phục chế lại đây. Cái kiến trúc đây không phải là của Khmer rồi, kiến trúc đây là của Tây Phương rồi, của châu Âu rồi, của Pháp rồi. Đây là lâu đài Napoleon thứ ba. Lúc mà Pháp đô hộ tại đất nước Campuchia, Pháp được copy cái lâu đài đó bằng thép và đến đây lắp ráp để làm kỷ niệm trong lúc mà Pháp đô hộ tại đất nước Campuchia. Và bây giờ đây Campuchia không có khả năng mà phục chế những cái đó lại, Pháp phải bỏ tiền ra để phục chế những cái công trình đó lại. Tiếp thêm mình xem thấy đây là nhà hát của vua, và dành cho vua một buổi gala dinner cùng với nguyên thủ quốc gia của các nước đến, không khác gì ngày mình ở thành phố Siem Reap như vậy, vừa cơm vừa điệu múa Apsara đó. Bây giờ đây cả nhà mình chụp hình làm kỷ niệm đi, xong rồi mình bước vào tham quan, rồi đi lối này lên lối này xuống lối kia là nơi chờ gốc kia nhé. Dạ. Nấu có ai nấu hay rớt.